Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tin mới. Các bạn thân mến, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, cả thế giới đang oằn mình chống dịch, thì Trung Quốc, quốc gia được cho là nguồn cơn của đại dịch, thì lại đang mưu mô lợi dụng chuyện này để đẩy mạnh các hoạt động đáng lo ngại trên Biển Đông. Chúng sắp tâm thực hiện cho bằng được âm mưu của mình, đó là chiếm trọn Biển Đông. Nhiều người lo lắng rằng với quân số khủng cùng với những trang thiết bị vũ khí hiện đại, Việt Nam sẽ ở thế yếu nếu không may có chiến tranh xảy ra. Thế nhưng đó không phải là điều đáng lo. Để hiểu hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá xem binh lực của gã khổng lồ phương Bắc này tại Trường Sa và Hoàng Sa đang như thế nào nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua những lực lượng hiện tại đang có mặt trên Biển Đông, cụ thể hơn là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Để thực hiện mưu đồ của mình, Trung Quốc đã duy trì lực lượng lớn các tàu máy bay thuộc nhiều lực lượng khác nhau ở vùng biển này. Đầu tiên là về lực lượng hải quân, dù gia tăng sự hiện diện ở Biển Đông trong những năm gần đây, nhưng hải quân Trung Quốc lại hiếm khi lộ diện trong các cuộc tranh chấp. Khi vụ việc xảy ra, cơ quan thực thi pháp luật dân sự và bán quân sự sẽ vào cuộc trước. Hạm đội Nam Hải hiện đã được đầu tư mạnh trở thành hạm đội hùng mạnh vượt qua cả hạm đội Đông Hải. Đây được coi là lực lượng chủ chốt giúp Trung Quốc thể hiện sức mạnh quân sự trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Mới đây vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, Trung Quốc vừa cho ra mắt một loại mới của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 052D có tên là Nam Ninh trong cuộc tập trận thực chiến kéo dài 4 ngày tại Biển Đông. Một trang web chính thức của quân đội Trung Quốc cho biết, con tàu mang tên Nam Ninh này đã tham gia cuộc tập trận sau khi được đưa vào trong biên chế của lực lượng hải quân nước này. Type 052D NATO gọi là lớp Lữ Dương 3, được thiết kế để cạnh tranh với các tàu khu trục lớp Arleigh của Hải quân Mỹ. Nó có radar và thiết bị điện tử tiên tiến tương đương với hệ thống Arik của Mỹ, một hệ thống phóng 64 tên lửa thẳng đứng. Con tàu đầu tiên của lớp này được đưa vào hoạt động vào năm 2014 và vào tháng 8 năm 2020, chiếc thứ 25 đã được hạ thủy. Nam Ninh là phiên bản nâng cấp của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 7.500 tấn, tàu khu trục lớn thứ hai của Hải quân Trung Quốc sau Type 055. Biến thể này có sàn đáp máy bay trực thăng mở rộng phía sau và một radar mới để cải thiện khả năng chống tàu ngầm và chống tàng hình. Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hải quân một cách nhanh chóng đến mức sắp hết tên để đặt cho các tàu chiến mới. Động thái này cho thấy Trung Quốc luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chiến trên biển. Về lực lượng không quân, từ năm 2020 đến nay, trong khi hầu hết các nước trong khu vực phải đương đầu với đại dịch COVID-19, thì Trung Quốc vẫn bất chấp gia tăng các hoạt động không quân trên Biển Đông. Bắc Kinh đã nhiều lần điều động nhiều máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu đa năng như J-10 hay J-11, máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6, máy bay trinh sát KG-500, máy bay săn ngầm KQ-200. Cụ thể hơn, Trung Quốc đã điều động máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6 tập trận ở Biển Đông. Đây là dòng máy bay có thể mang các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình dùng để tấn công cả mục tiêu mặt đất lẫn tàu chiến, thậm chí có thể mang tên lửa có đầu đạn hạt nhân. Từ năm ngoái, máy bay trinh sát KG-500 và máy bay săn ngầm KQ-200 cũng đã xuất hiện tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng hiện đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Tháng 11 năm 2020, trang thông tấn xã Trung Quốc đăng tải đoạn video với nội dung khoe máy bay chiến đấu của nước này vừa bay liên tục bây giờ trên Biển Đông. Do đó có thể nhận ra được rằng Trung Quốc đang muốn tăng cường khả năng tấn công tầm xa ở Biển Đông. Tổng hợp những diễn biến trên, có thể thấy Trung Quốc đang ấp ủ ý đồ xây dựng khả năng tác chiến tổng lực trên vùng biển này. Tiếp theo là lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc. Đây là một trong ba lực lượng chủ lực sẽ phục vụ cho âm mưu bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc, bao gồm hải quân, cảnh sát biển và dân quân biển. Lực lượng này trước đây thuộc lực lượng biên phòng Trung Quốc, trực thuộc Bộ An ninh. Năm 2013, cảnh sát biển được sáp nhập vào cơ quan hải dương quốc gia. Nhiệm vụ của cảnh sát biển là tuần tra lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và bờ biển, bảo vệ môi trường biển, tài nguyên, tham gia tìm kiếm cứu nạn. Là lực lượng mới, cảnh sát biển Trung Quốc được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị với nhiều tàu tuần tra có lượng giãn nước 4.000 đến 5.000 tấn. Trung Quốc cũng đang đóng tàu tuần tra lớn nhất thế giới có lượng choán nước 10.000 tấn và sẽ biên chế tàu này cho cảnh sát biển. Những tàu hải cảnh này được trang bị nhiều vũ khí hỏa lực mạnh khiến chúng không khác gì tàu chiến cả.
Theo tài liệu của Trung Quốc, cảnh sát biển Trung Quốc hiện chỉ có một tàu Trung Quốc hải cảnh 44020 trọng tải 300 tấn, một số ít tàu 1.000 tấn, còn lại hầu hết đều từ 2.000 đến 5.000 tấn. Trong đó có hai tàu khủng là Trung Quốc hải cảnh 3901 và Trung Quốc hải cảnh 2901 có lượng choán nước lên tới 12.000 tấn, gấp rưỡi tàu khu trục lớn nhất hiện nay. Trong biên chế của hải quân là Thai 052D chỉ có 7.500 tấn, mặc dù cảnh sát biển Trung Quốc tuyên bố chỉ triển khai lực lượng để thực thi pháp luật và đảm bảo an ninh hàng hải. Thế nhưng, những vũ khí được trang bị thì chẳng khác nào tàu chiến với pháo 76 ly, trong khi các tàu tuần tra của hải cảnh với nhiệm vụ này thường chỉ mang theo pháo 30 ly. Ngoài ra, những năm gần đây, Trung Quốc còn tiến hành cải tạo nhiều tàu chiến của hải quân thành tàu hải cảnh. Việc làm này rất có thể đều có trong tính toán, trong trường hợp cần thiết, tàu hải cảnh sẽ hoán đổi, lắp thêm vũ khí và hệ thống điện tử để trở thành tàu chiến thực thụ. Nó cho thấy tầm nhìn chiến lược của một kẻ đã sẵn sàng chiến đấu trong tương lai ở những vùng biển tranh chấp. Cuối cùng là lực lượng dân quân biển. Lực lượng này thuộc lực lượng vũ trang nhân dân PAM và hoạt động với tư cách lực lượng thứ ba trên biển của Trung Quốc, hoạt động hữu hiệu nhất trong âm mưu bành trướng của nước này. Trung Quốc có đội tàu cá lớn nhất thế giới. Năm 2015, Trung Quốc có khoảng 370.000 tàu cá thô sơ và 672.000 tàu cá động cơ. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc là nước vi phạm nghiêm trọng nhất các quy định về đánh bắt cá. Trung Quốc đã giảm năng suất đánh bắt cá cho tới năm 2008 khi họ đảo ngược tiến trình và tiến hành mở rộng đội tàu kể từ đó. Việc này có liên quan tới vai trò ngày càng nổi bật của PAM. Lực lượng này đã tiếp nhận các tàu vỏ thép mới, hệ thống vệ tinh dẫn đường bắt đầu của Trung Quốc có thể theo dõi và gửi tin nhắn về vị trí đã triển khai các tàu nổi khác và được huấn luyện bán quân sự. Tàu cá của dân quân là công cụ chính để thay đổi tình hình trên thực địa trong thời bình, chẳng hạn như việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời huấn luyện một lực lượng hải quân bán quân sự có thể được triển khai khi bùng nổ xung đột vũ trang. Trong lần ra mắt đầu tiên tại một cuộc xung đột vũ trang vào năm 1974, lực lượng dân quân biển đã tham gia cuộc đánh chiếm phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bắc Kinh hiểu rằng việc sử dụng tàu cá để theo đuổi hành động xâm lược sẽ có ít khả năng lôi kéo Mỹ vào xung đột, ngay cả khi các tàu này đe dọa một đồng minh của Mỹ. Trước khi xảy ra xung đột, lực lượng dân quân biển có thể sử dụng các chiến thuật ép buộc, chẳng hạn như đâm vào tàu đối phương để kích động đối thủ đáp trả, trong lúc CCG và thậm chí cả lực lượng Plan từ xa đến hiện trường để dạy một bài học. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam và Malaysia đều đã phải đối đầu với dân quân biển của Trung Quốc, làm tăng nguy cơ leo thang. Với dạ tâm chuyên môn hóa, quân sự hóa nhằm thôn tính Biển Đông lẫn các vị trí trọng điểm trên trục đường hàng hải quan trọng bậc nhất này, Trung Quốc đã sắp xếp bố trí một loạt các đội quân như chúng ta vừa được biết đến. Chắc hẳn khi nghe thông tin về thực lực vũ khí, sức mạnh quân sự của họ, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng quân đội ta sẽ gặp khó khăn khi giao tranh. Thế nhưng thực chất điều này có khiến quân đội nhân dân Việt Nam lo ngại không ạ? Thực tế, với những số liệu mà Trung Quốc công bố thì binh lực của họ trên biển Hoàng Sa, Trường Sa thật sự là đáng quan ngại. Thế nhưng chúng mình muốn khẳng định lại một lần nữa rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền và đều vô giá trị. Chúng ta đang có đầy đủ những cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử chủ quyền của hai quần đảo. Chúng ta có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, chỉ cần một tiếng súng chĩa vào Việt Nam thôi thì cộng đồng quốc tế sẽ phản kháng lại chúng. Các cường quốc khác cũng sẽ bảo vệ Việt Nam ở chính nghĩa cũng như quyền lợi của chính họ. Không đâu xa, 10 năm trước thôi, tức là năm 2020, Mỹ đã điều các nhóm tàu sân bay tác chiến, máy bay ném bom B-52H cùng nhiều vũ khí chiến lược khác tới Biển Đông. Hành động này đã cho thấy họ công khai ủng hộ Việt Nam, kịch liệt bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc, trong khi vào thời điểm hiện tại, thực lực và sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn chưa thể so sánh được với Mỹ. Chưa kể, họ còn đang có phần yếu thế hơn, trong khi Mỹ và các đồng minh ngày càng bao vây. Vậy nên, theo quan điểm của chúng mình, sẽ không thể có một cuộc chiến tranh nào trong tương lai gần. Mặt khác, nếu không may có chiến tranh cục bộ, Trung Việt xảy ra đi chăng nữa, thì các bạn cũng chớ lo. Năng lực quân sự liên quan đến biển của Trung Quốc bao gồm hải quân, không quân, tàu ngầm, được các cơ quan nghiên cứu chiến lược an ninh quốc phòng đánh giá tích cực, đặc biệt là khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa phải là cường quốc hải quân toàn cầu, bởi lẽ dù có số lượng tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa hải quân, không quân, hải quân, nhưng chất lượng và công nghệ hiện đại ở các chủng đó nó chưa thực sự hiện đại. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc lớn hơn quân đội Việt Nam rất nhiều và có nhiều thế mạnh hơn về số lượng trang thiết bị vũ khí. Tuy nhiên, chiến tranh sẽ có nhiều mặt tác động, không phải cứ có nhiều vũ khí và quân số đông sẽ là giành chiến thắng. Thực tế, nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử đã chứng minh về vấn đề này. Mỹ, Pháp,
chúng ta còn có thể đẩy lui thì Trung Quốc cũng sẽ không thể làm khó được. Với vũ khí được đầu tư trang bị ngày càng hiện đại, cùng với lực lượng quân đội chuyên môn cao thiện chiến, tin mới tin rằng nếu bị xâm lược hay bị tấn công, họ sẽ bằng mọi giá đẩy lùi được quân xâm lược và chắc chắn Trung Quốc sẽ có thêm một bài học nữa sau năm 1979. Tuy nhiên, chiến tranh là điều không ai mong muốn xảy ra, vì thế các bên cần cố gắng duy trì hòa bình. Nếu chỉ có lạm dụng sức mạnh và gây ảnh hưởng bằng đe dọa, cưỡng bức thì cũng khó tồn tại được lâu, vì đó là xu thế tất yếu trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Hãy comment ngay phía dưới video này. Đồng thời cũng đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!